Hello các bạn. Rất vui. Rất vui là mình cố gắng sắp xếp lại thời gian để ngồi lại mình tiếp tục với các bạn liên quan tới cái chủ đề mà mình sẽ đặt cho cái tiêu đề trong một cái video này. Tức là anh chủ xe bị chủ gara thuốc mất 100 củ. Để rồi rước cái đắng là con xe bây giờ trở thành một cái con xe phế liệu bán sắt vụn. Cái chuyện mà sau khi đại tu mà nhiều gara mà năng lực kém, họ có thể biến từ một con xe chỉ là lỗi bình thường đơn giản mà trở thành một cái cục sắt vụn. Cái đó vẫn có khả năng xảy ra nhiều nhiều chỗ gara chứ không riêng một chỗ của gara nào. Nhưng mấu chốt nó nằm ở chỗ là cái cách hành xử của cái gara này thì lần đầu tiên mình mới thấy. Trong lĩnh vực mà kinh doanh về dịch vụ sửa chữa gara như ô tô, xe máy á, mình nói riêng, và những cái lĩnh vực dịch vụ khác nói chung thì bản chất nó cũng là giống nhau. Nó cũng đều có những vấn đề mà gọi là khi mà nó liên quan tới cái vấn đề mà tranh chấp bất đồng giữa hai bên, một bên là sử dụng dịch vụ và một bên là cung cấp dịch vụ. Thì mọi người á, thường hay bị lầm tưởng đó là những cái tranh chấp dân sự đơn thuần. Mọi người thường nghĩ đó là những cái tranh chấp dân sự đơn thuần nên mọi người thường không quan tâm. Nhưng những tội phạm kinh tế nó rất giỏi các bạn. Tội phạm kinh tế nó giỏi lắm. Chính ở chỗ mà nó quá am hiểu về cái luật, trong cái luật tranh chấp dân sự, mà nó lợi dụng để nó biến từ một cái hình thức lừa đảo chiếm đoạt tài sản trở thành cái kiểu mà tranh chấp dân sự. Mà khi mà đã là tranh chấp dân sự rồi thì nó là một cái cuộc chiến cù nhây, tốn kém thời gian, tiền bạc, công sức. Ông nào mà cù nhây càng theo đuổi được nhiều thì ông đó sẽ chiến thắng. Thì do đó thường là khách hàng luôn là người bỏ cuộc, chấp nhận thôi, coi như là cái xui của mình bỏ, đúng không các bạn? Nhưng không phải. Khi nào cái người cung cấp dịch vụ nó cũng chiến thắng. Tại vì người ta nói là đi đêm lắm thì cũng có ngày gặp ma, đúng không bạn? Ví dụ như mình đây, mình có thể là bằng cái chiêu trò của mình, bằng đồng tiền của mình, bằng những mối quan hệ của mình có thể che lấp được một trong cái vụ nào đó của mình. Khi mình cung cấp dịch vụ cho người ta, hàng hóa của mình bị lỗi, mình không bồi thường, mình dùng bằng cách truyền thông mình lấp liếp để mình để cho nó qua đi. Mình có thể làm được một lần, hai lần, ba lần, bốn lần, đúng không bạn? Nhưng không phải là mình có thể bịt được hết tất cả. Nó là như vậy. Trong làm ăn á, kiếm tiền nó là như vậy đó các bạn. Thì trở lại cái chiếc xe của anh chủ. Anh chủ này là tên Long nha các bạn. Anh chủ này tên Long thì ở Bình Phước. Anh chủ xe ở tên Long ở Bình Phước. Còn cái chủ gara này thì cũng là tên Long luôn. Tên Long luôn mà ở Củ Chi ở thành phố Hồ Chí Minh. Thì cũng xuất phát từ cái niềm tin, tin tưởng mà hầu hết những cái vụ mà lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Tại sao mình dùng từ lừa đảo chiếm đoạt tài sản mà mình không dùng cái từ tranh chấp dân sự? Tranh chấp dân sự thì nó là bình thường rồi. Tại vì cái mong thực ra cái vấn đề quy cho cùng, một bên lừa đảo chiếm đoạt tài sản và một bên tranh chấp dân sự, bản chất cái câu chuyện nó khác nhau ở chỗ nào? Kết quả thì giống nhau nhưng mà bản chất nó khác nhau. Kết quả là sao? Kết quả là cái ông này bỏ tiền ra mất đưa cho ông kia mà không lấy lại được những cái gì như mong muốn thỏa thuận ban đầu. Đó là cái kết quả là mình nhìn thấy. Nhưng cái bản chất là gì? Bản chất là bên này nó cố tình che đậy nhiều cái thông tin sai sự thật để nó không phải bồi thường
những cái thiệt hại cho khách hàng. Đó, khác nhau. Còn bên kia là người ta không che đậy thông tin, mà nó diễn ra một cách gọi là ngoài cái ý muốn của họ, thì có nghĩa là đó là cái sự tranh chấp dân sự. Còn ở đây là nó có chủ ý, có chủ đích, khác nhau hoàn toàn, đúng không? Thực ra nếu mà đi vào ra kiện tụng á, nó lòi ra nhiều thứ lắm các bạn. Luật sư mỗi bên cũng sẽ đưa ra những cái điểm mạnh của cái thân chủ của họ, và tìm ra những cái điểm yếu của cậu bên kia. Đó. Thì bây giờ đến đây phút này á, mình nói thật luôn á, kiện khách hàng là dở. Kiện khách hàng là dở. Thà như cái số tiền gì mà nó to tát quá, nó lớn quá, doanh nghiệp người ta không thể bồi thường, hoặc là nó ảnh hưởng đến thiệt hại kinh tế của doanh nghiệp, thì ta mới kiện khách hàng. Còn đây có 100 củ, trời ơi, mình nói thật đó các bạn, nó không lớn. Tại vì khi người ta đã làm doanh nghiệp rồi thì 100 củ nó không lớn. Người ta mời khách về, ok bây giờ thôi thương lượng đi, mỗi bên chịu một nửa, vui vẻ, được cái tiếng thơm. Không chịu, muốn nuốt trọn luôn 100 triệu của người ta, trong khi cái xe người ta bây giờ trở thành một chiếc xe bán sắt vụn. Là tội lỗi tại ai? Lỗi tại gara chứ ai? Đó, mà thế còn lấp liếm, không tiếp xúc, tức là cái người mà gọi là cái người mà lãnh đạo cao nhất, là cái người là có quyền hạn cao nhất của cái doanh nghiệp, là cái công ty CC Enfat gì đó, không ra đối chất và không ra một cái văn bản có giá trị về mặt pháp luật, là đưa ra cái câu phúc đáp với khách hàng, mà đi chơi cái bài trốn. Bản chất của bài trốn là gì? Là bài chơi cù nhây, đúng không các bạn? Chơi cù nhây, giống như nợ tiền người ta mà không chịu trả, muốn ăn quỵt người ta nên cứ khất lần khất lượt, rồi trốn chỗ này trốn chỗ kia, để cho người ta tìm mãi, người ta chán, đúng không ạ? Đấy, thì khi người ta chán thì người ta làm sao? Người ta có hai cái hướng giải quyết. Một là người ta kiện tụng, hai là người ta dùng luật rừng. Mà nếu luật rừng thì lại tầm bậy, không được. Tại vì anh mà áp dụng luật rừng vô thì anh lại tự nhiên là một người mà bị hại, anh trở thành một cái người tội phạm rồi, đúng không các bạn? Chính ở chỗ đó mà cái anh Long chủ xe ảnh nắm rất là vững, ảnh không sử dụng cái vũ lực ở đây. Tại vì nếu mà ông nào mà động tay động chân trước là ông đất chết ngay trong cái cuộc chiến này. Mình nói cái từ cuộc chiến đó, bản thân nó là cuộc chiến luôn các bạn, chứ không phải đơn giản nữa. Bởi vì cái thằng xin lỗi mình dùng từ thằng đi, tại vì cái thằng Cù Long của cái CCN Fest phát này á, nó cũng thua tuổi mình gọi thằng thứ hai á, cái đạo đức kinh doanh của nó hèn, nó đê hèn quá, nó không xứng đáng dân kỹ thuật các bạn, nó không xứng đáng là dân kỹ thuật. Dân kỹ thuật không bao giờ đê hèn đê tiện như nó ha, mình nói thẳng như vậy. Dân kỹ thuật cũng làm kinh doanh nhưng người ta rất thẳng tính, làm ăn chấp nhận, có lời có lãi, được ăn thua lỗ chịu, đó là cái dân kỹ thuật. Còn cái thằng này là cái thằng đê hèn bần tiện, mình dùng từ bần điện tiện các bạn, tính đàn bà là chơi trò trốn các bạn, chơi cái kiểu mà đưa nhân viên ra chịu trận mũi xào ấy, cứ đực cái mặt xuống chả biết nói cái câu nào á các bạn, hiểu không? Trong khi tài khoản cá nhân, cái chỗ này nói luôn để cho mọi người nhớ nhá, nếu mà mình cam kết với các bạn, nếu mà các đoàn thanh tra liên ngành mà thanh tra cái gara này, mình dám nói các bạn, thanh tra mà đúng thanh tra thật nha, chứ không phải kiểu thanh tra mà cho có lệ nha, thằng này lòi ra rất là nhiều vi phạm, rất là lỗi. Thứ nhất, mình nói thẳng là cái lỗi trốn thuế, mình nói thẳng luôn. Tại sao lỗi trốn thuế? Trong mọi giao dịch thương mại mua bán doanh nghiệp nha, mình nói nha, với cái tổng số tiền trên 20 triệu đồng, ông không được sử dụng tài khoản cá nhân để ông nhận tiền, đúng không? Trời ơi, mình làm doanh nghiệp đây, nhưng ông nhận tới 99 triệu đồng mà ông sử dụng tài khoản cá nhân của ông để ông nhận thì thua rồi, đúng không? Tại sao? Tại vì cơ quan thuế họ nắm thuế, quản lý thuế của doanh nghiệp, thì người ta nắm ba cái thuế cơ bản này đi. Sau đây mình nói cho các bạn luôn. Một là thuế môn bài. Thuế môn bài thì nó phụ thuộc vào cái
cái vốn điều lệ mà đăng ký thì mình không biết cái thằng này đăng ký vốn điều lệ bao nhiêu, thì chắc một năm nó đóng khoảng tầm 2 triệu đồng. Nếu mà ở thành phố Hồ Chí Minh thì theo cái thuế môn bài của thành phố Hồ Chí Minh thì mình nghĩ thằng này á, là chắc một năm đóng khoảng 2 triệu đồng chứ nhiêu đâu, thuế môn bài ấy các bạn. Thứ hai, cái thuế thứ hai là thuế là gì? Thuế giá trị gia tăng. Thuế giá trị tăng là thuế gì? Là cái thuế mà khi mình thu từ khách hàng để mình đóng cho nhà nước, đúng không? Mà bây giờ nó sử dụng cái tài khoản cá nhân rồi thì làm sao mà cơ quan thuế nắm được, đúng không bạn? Nó dùng tài khoản cá nhân, nó liên quan, nó tách biệt với cái với doanh nghiệp đó mà, đúng không bạn? Thì nó đã thuế né cái thuế, mình dùng từ né đó các bạn, né thuế thu nhập cá nhân rồi, đúng không? Đó. Rồi thứ ba là gì? Thuế doanh nghiệp, thuế thu nhập doanh nghiệp. Mà bây giờ thuế thu nhập doanh nghiệp là dựa vào đâu? Dựa vào cái số tiền ra vào của tài khoản doanh nghiệp. Mẹ kiếp, nó dùng tài khoản cá nhân của nó làm được bao nhiêu lời, nó đút túi nó hết rồi. Nó kê khai cái mẹ gì nữa đâu nữa. Nhìn cái báo cáo tài chính, nhìn cái báo cáo thuế toàn là phát sinh các bạn, chi phí phát sinh nhá. Không hết. Rồi, chả đóng đồng nào nữa, ngồi chơi xơi nước. Khỏe không? Sướng không? Rồi, vi phạm lỗi gì nữa? Xuất xứ hàng hóa nguồn gốc, thanh tra thẩm tra một đống ở bên trong phụ tùng ô tô nó rồi, và bản thân ngay chính cái bảng mà báo giá thanh toán chuyển khoản của yêu cầu khách hàng chuyển khoản là anh Lâm chuyển cho gara này, nó còn liệt kê hàng bãi nữa các bạn. Hàng bãi, bãi đâu? Hàng bãi, hàng phụ tùng bãi, phụ tùng tháo xe là ở đâu? Tháo ở đâu ra? Bãi là bãi nào? Đúng không? Thẩm tra là thằng này chết. Vấn đề là cơ quan chức năng họ có thẩm tra hay không? À, cái câu này mà thật ra thì bản thân những người làm trong lĩnh vực mà liên quan tới pháp luật họ cũng đau đầu. Đó. Đó là sơ sơ hai cái thôi, các bạn thấy là thằng này đã sai rồi. Tiếp theo nếu mà đi sâu vào nữa liên quan tới cái chỗ mà gọi là lừa đảo chiếm đoạt tài sản có tổ chức. Có tổ chức. Cả một hệ thống công ty, cả bao nhiêu người, từ đứa nhân viên tiếp nhận cái thông tin của khách hàng, rồi đứa thực hiện sửa chữa ô tô, rồi đứa đứng ra trốn tránh trách nhiệm này nọ. À, cái thằng á tiếp nhận một kiểu, thông tin một kiểu. Cái thằng nhận tiền là thằng chủ là một kiểu. Mà thằng chủ, thằng nhận tiền thì nó chạy mất mẹ nó rồi, nó không ra mặt. Bao nhiêu những cái gì mà sai phạm nó đổ cho nhân viên, rồi cho nhân viên nghỉ một phát hết, phủi đít, đúng không bạn? Thì mình nói các bạn, thật ra thách luôn cái thằng gara này, nó không có dám mời công an. Nó mời công an khu vực, tại vì nhiệm vụ công an khu vực là bảo vệ những cái trật tự an ninh xã hội trên địa bàn thì không đâu sao đâu. Nhưng bản thân người khách này họ đâu gây rối trật tự công cộng hay đập phá hay là gây những cái gì đâu. Thì anh công an khu vực ảnh cũng chỉ là đến một phát rồi sau đó rồi ảnh nói ở căn dặn thôi, cố gắng bình tĩnh, đừng có quá động, đừng có quá khích, đúng không? Thì cái đó là anh công an khu vực làm đúng rồi, nhiệm vụ của anh rồi. Còn để giải quyết tranh chấp mà bên kia đứng ra nó bồi thường thiệt hại cho khách hàng hay là hoàn tiền hay gì đó thì làm sao? Thì phải ra tòa, đúng không bạn? Mà bây giờ thằng nào mà đi kiện tòa thì tốn kém, đúng không? Bản thân cái thằng gara này nè, nó cũng đâu có dám kiện khách hàng đâu. Nó kiện đi, cái tiền mà để nó đã thuê luật sư rồi để nó tiếp khách hàng á ra ngoài tòa nó còn chết, 100 triệu không đủ cho nó, đúng không? Mà khách hàng bây giờ đi kiện nó theo kiểu dân sự thì đến mùa quýt người ta giải quyết, các bạn thấy không? Đó, nên bởi vậy bây giờ thằng khách nói là mày là thằng lừa đảo thì bây giờ mày chứng minh mày không là người lừa đảo đi. Không lừa đảo bằng cách mày phải ngồi lại mình đàm phán với khách hàng đây. Còn mày không đàm phán thì mày sẽ bị mang cái tiếng lừa đảo. Mà mang cái tiếng lừa đảo này á thì làm sao? Thì pháp luật nó không xử lý, bởi vì chỉ xử lý khi mà mày ngồi ngoài tòa, ông quan tòa ông quyết định thì mới xử lý. Còn đây thì mày chỉ bị gì? Bị cái tài tiếng. Có nghĩa là gì? Cái thằng CCN phát này nè, cái giá trị thương hiệu nó quá rẻ bèo, nó quá rẻ.
chỉ vì á, lòng tham 100 triệu đồng thôi mà nó sẵn sàng nó đánh bỏ luôn cái tai tiếng của nó đó các bạn thấy không. Bởi vậy người ta nói đi đêm lắm cũng có ngày gặp ma, không phải khách hàng nào cũng là dễ là gà cho nó ăn đâu các bạn. Không phải mọi cái chuyện lừa đảo lừa bịp hay gì nó đều xuất phát từ cái lòng tin hết. Đầu tiên là phải tạo ra một cái lòng tin đã. Khi lòng tin nó nhiều nó mới thực hiện lừa. Chứ còn chuyện mà ông chưa tạo được lòng tin cho ai mà sao mà ông lừa được người ta, đúng không? Anh chủ xe cũng là một fan của cái anh chủ gara, nhưng mà sao toàn là anh kia thì trên mạng ảnh làm clip bốc phét ba lát ba xàm thôi à, còn thực tế hay sao, làm gì có cái chuyện đó, không có, đúng không bạn? Chất lượng dịch vụ nó kém, đắt kém à, rồi chơi cái bài mà sửa không được rồi không có trách nhiệm à, cứ vậy đó à, đang còn dài lắm các bạn. Các bạn biết không, tại vì khi người ta đã một con xe cũ đó có 200 triệu đồng, bỏ thêm 100 triệu đồng nữa là giá trị bằng tới 1/2 của chiếc xe để người ta đại tu, thì các bạn thấy rồi, người ta không bỏ cuộc đâu. Nên cái đám của CC VinFast này tốt nhất nên ngồi lại đàng hoàng, đừng có chơi bài cù nhây. Ông càng chơi bài cù nhây ông càng chết, nó thật sự luôn á. Còn á, viết trên bay á, trên fanpage á, viết nhăng viết cụi à, mời công an rồi mời bộ phận pháp chế, nói nghe mắc ỉa. Tụi bay có trăm củ bay còn không biết thương lượng thì pháp chế cái mẹ gì tụi bay. Tụi bay lúc nào mẹ cũng đứng trên cái vai trò là trịnh thượng bề trên tầm bay. Chỉ cần anh Long chủ xe giữ được bình tĩnh, không gây rối trật tự công cộng, không động tay động chân, không dùng luật rừng. Mình nói thật đó, nhiều người họ dùng luật rừng ở chỗ là họ bức xúc các bạn, họ bức xúc quá họ dùng luật rừng, họ xử đẹp ngay cái thằng Long, tức là Long chủ xe mà bức xúc quá sử dụng luật rừng, xử cái thằng Long đê hèn chủ gara đó cái một. Nhưng mà làm vậy làm gì, mình vi phạm pháp luật, nói thật á, mình vi phạm pháp luật thì cuối cùng là mình dại, đúng không? 100 triệu mình cũng mất mà cuối cùng mình lại bị ở tù, đúng không? Mà chưa nói là nhiều khi nhiều thứ khác nữa, đúng không? Nên vấn đề ở chỗ đây là tiền cũng đã mất rồi à, nhưng anh Long chủ xe vì cộng đồng mà phải tiếp tục đứng ra đấu tranh để lòi ra những cái thành phần như vậy dẹp bỏ ra. Ha, thì mọi người nếu biết thì nên ủng hộ anh Long chủ xe. Ủng hộ ở đây là gì, là ủng hộ cái tinh thần các bạn, ủng hộ tinh thần à, chứ đừng có nói anh đó, biểu anh đó là chí phèo hay gì, không phải chí phèo đâu các bạn. Người ta hiểu luật thì người ta mới làm như vậy đó các bạn. Còn chí phèo á là như thế nào, chí phèo á là nó cầm dao á, nó đợi cái thằng Long đê hèn CCN phét á, mày vừa bước ra khỏi cửa á, là nó cầm dao lụi, cái đó mới là chí phèo, các bạn hiểu không? Cái đó mới là chí phèo. Còn đây anh Long chủ xe là cư xử rất đàng hoàng, rất chuẩn mực, ăn nói rất là đúng chuẩn mực, không gây rối trật tự công cộng, không đánh người, không uy hiếp người, đúng không? Đúng, rất đúng luật. Đó là anh chủ xe rất là có ăn có học ở chỗ đó đó các bạn. Chứ nếu mà mấy cái thằng nhân viên của gara mà nói là anh chủ xe chí phèo à, xin lỗi, nếu anh chủ xe mà chí phèo á là ảnh canh me cái thằng Long CCN phát á, mày bước ra khỏi cửa một phát nó lụi một phát ngay, cái đó mới gọi là chí phèo. Đỡ sao mà nói, trốn trong nhà mãi được không? Không, đúng không các bạn? Đó, phải phân biệt rõ chứ tự cái thằng ở đây thằng nào thằng chí phèo, đúng không? Đây không có thằng nào chí phèo hết á à. Ok, mình kết thúc clip đây à, nói nhiều chi, để thời gian trả lời thôi. Những mọi chuyện trong cuộc sống này chỉ có thời gian là trả lời thôi các bạn, nói nhiều mất hay. Cách đây 6 tháng 1 năm mình đã cảnh báo thằng này rồi, đúng rồi, ý như rằng
Mà thường lắm các bạn, những cái gì mà hữu ích ấy thì thường là nó không được share, tại vì mọi người thường nghĩ là à cái đó không phải của mình, không phải của mình đâu, không liên quan tới mình đâu, mình không muốn dính dáng vào đâu. Giống như bản thân cái kênh của Nam vậy, nhiều người cứ âm thầm theo dõi kênh Nam nhưng mà không bao giờ đăng ký kênh Nam. À, ngộ rồi đó. Vẫn âm thầm theo dõi kênh Nam nhưng không bao giờ đăng ký kênh Nam. Nhưng mà thật ra mình đâu có phải làm YouTube vì tiền đâu các bạn. Nói thật cho các bạn xem là cái tiền YouTube mình không đủ tiền uống cà phê luôn á. À, mình không biết sao mọi người làm tiền này YouTube nhiều nhưng mà mình không đủ tiền uống cà phê luôn á. Mà mình làm gì? Không muốn tranh cãi tranh luận nhiều ha, thời gian. Rồi ok, dừng đây, mình sẽ tiếp tục cập nhật cái trường hợp của anh Long chủ xe tiếp cho các bạn xem, tại vì mình nói rồi, như anh Long và đời từng nói mình rồi, đây nó rất là dài, nó dài lắm, nó không đơn giản đâu các bạn, dài lắm, phải đợi. Rồi, cảm ơn các bạn theo dõi ha.